Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Chọn Ai Đây. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối Chủ nhật trên HTV7. Ngày hôm nay vẫn là những gương mặt vô cùng dễ thương với những bộ đồ rất đẹp và lung linh. Xin giới thiệu Hoa hậu Khánh Vân. Xin quý vị chào đón Bibi Trần. Trời đất ơi, chúng ta cùng chào đón Trinh Tuấn Kiệt. Vỗ tay nồng nhiệt cho Duy Khánh. Được rồi, quá rồi. Bu Ca. Chúng ta chào đón Lê Dương Cổ Lâm và Khả Như. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta đôi lúc có những nỗi buồn ập đến. Lâm Vĩ Dạ và Mạc Văn Khoa. Nỗi buồn ập đến. Sao cứ tới chị em mình là anh Giang bỏ về chỗ nhỉ? Thưa quý vị thân mến, anh em đã tập hợp đầy đủ để chuẩn bị tiếp đón những người chơi. Cặp đôi đầu tiên, Nguyễn Hải và My Xuân. Xin mời. Câu đầu tiên, thay mặt cho chương trình cũng như các em nghệ sĩ, xin hỏi hai bạn có chuyện gì đang buồn hả? Tại anh giới thiệu nghiêm trọng quá. Hả? Hơi căng thẳng xíu. Căng thẳng, em là người tham gia rồi. Dạ thì nó đỡ sợ rồi mà gung thôi. Thì bây giờ mời bạn nữ giới thiệu trước nha. Dạ, xin chào chú Trường Giang, chào các anh cô chú anh chị nghệ sĩ. Ủa, chú anh chị. Cô chú lắm rồi. Đúng rồi. Dạ anh. Dạ, dạ, tất cả mọi người có mặt tại trường quay ạ. À. Con tên là Mỹ Xuân, con 19 tuổi. Con đến từ vùng đất miền Tây An Giang. Wow. À, 19 tuổi là cái cô. Đồng hương với lại Bibi Trần. Trời ơi, nó dạ, nghe nè. Dạ. Bé nó chào cô chú cái muốn trầm cảm luôn. Công việc chính của mình là gì Xuân? Dạ, con chỉ ở nhà giúp cha mẹ công chuyện nhà. Không có đâu. Tôi thấy hai người này trên mạng. Wow. Dạ, nó đi giúp gia đình quay clip đó anh. À. Rồi, bây giờ tạm thời mình dừng ở đó ha. Lát mình sẽ bàn tiếp về cái vụ mà quay trên mạng. Mời Hải nào. Dạ, em tên là Nguyễn Hải. Em cũng chung sớm với bạn này. Hai bạn có mối quan hệ như nào? Dạ, bạn bè. Bạn bè. Thật lòng. Dạ. Thì trong thời sao gian bé khi buồn sụ vậy, bé sụ sao dạ, sụ vậy em? Vui ạ, vui. Rất giới thiệu là bạn. Cái đoạn đường vui mà từ dưới An Giang mình lên đây là mình đi bằng phương tiện nào? Dạ, xe khách.
Xe khách thì trong lúc mình đi hai đứa có cãi lộn gì không? Dạ không. Hả? Dạ vui vẻ lắm. Vui vẻ lắm hả? Dạ. Rồi Hải là hiện tại là công việc là gì? Em phụ gia đình buôn bán. Hai bạn này là có trên mạng nữa nha. Dạ, vậy cũng là làm về những cái nội dung sáng tạo thì kia được không anh? Rồi bây giờ như thế này, chúng ta sẽ có một cuộc chơi. Luật chơi thì mọi người chắc cũng hiểu rồi. Ai là người chơi trước ạ? Dạ em nhường cho bạn chơi trước. Xuân chơi trước nhé. Dạ. Dạ. Hai Xuân. Dạ, Xuân. Xuân đã đến rồi, gieo rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui trong bình minh, muôn loài chim hoa. Công gian mọi nơi, công gian mọi nơi. Vô đang vô rồi. Vô rồi. Bắt được cái nhịp rồi đó. Phải khiều không bé? Vậy mình chơi thôi em. Xuân là Xuân có biết mình đang đứng đây không? Ủa anh, hồi nãy người ta buồn anh cũng kêu người ta vui, bây giờ người ta vui anh cũng hỏi. Thì làm cho vui hơn. Vui mà. Vui. Trời bạn cũng ca, sao hỏi là hát nè. Bây giờ hãy chọn cái người mình thích nhất trước khi mình xuất hiện, mình nghĩ trong đầu là lát nữa tôi sẽ chọn người đó. Dạ con xin chọn anh Gin Tính Kiệt ạ. Wow. Ôi ơi. Đúng. Thưa quý vị, vòng thứ nhất xin phép bắt đầu. Yo. Câu hỏi dành cho anh Gin Tuấn Kiệt. Theo khảo sát 300 phụ nữ, đa số họ chọn ai trong các nam nghệ sĩ chọn ai đây để cùng đi xem một bộ phim lãng mạn? Còn biết ai có ABC rồi. Gì không? Trừ em ra đi nha, em chót bảng. Tất cả các người nam trong đây mà ABC gì? À vậy hả? Tất cả các người nam thì theo như em nghĩ em là... Em là cao nhất rồi. Em là mới đây thôi. Thì em nghĩ là các anh chị trước giờ á, thì em nghĩ chắc là anh Lê Dương Bảo Lâm. Sao vậy Kiệt? Tại vì xem phim với ảnh là anh ngồi kế bên, anh sẽ phân tích phim cho bạn nó nghe nữa. Nhiều khi bạn nó xem bạn không hiểu thì anh sẽ là người ngồi. Ủa rồi lãng mạn chỗ nào? Ai có lãng mạn chỗ mà? Lãng mạn chỗ nào? Tới có đoạn lãng mạn chưa? Lãng mạn. Mình nói chuyện nhiều trong rạp chiếu phim là mình bị ồn mất lịch sự á. Lãng mạn. Khi nào đi xem phim kinh dị với Vũ Lâm? Vậy thì anh Lâm chắc là vô đó kiểu sẽ làm những điều lãng mạn với bạn đó, cho nên là bạn nó sẽ chọn anh Lâm. Biết đâu trong mắt của Jin là Lâm là người lãng mạn. Thì đúng rồi. Vậy anh trả lời anh vậy? Lâm có chia sẻ là ảnh có vợ từ hồi sinh viên rồi đúng không? Tức là anh phải là một người có tâm hồn rất là lãng mạn ngay từ lúc còn trẻ luôn. Đúng rồi, lãng mạn lắm. Sớm như vậy được. Cái đó là dại dột á, chứ lãng mạn gì. Không, em là người đồng hành với Lâm khá nhiều. Em chưa bao giờ thấy một dấu hiệu nào thể hiện sự lãng mạn. Dấu hiệu sự lãng mạn không có đâu. Rồi à, em công nhận điều của chị Khánh Như đó. Nói và em muốn kèm thêm nữa là anh Lâm chưa có một dấu hiệu nào của sự ga lăng luôn ạ. Trời ơi, cái gì? Nghe gì? Thôi vậy cho em chọn lại được không ạ? Em biết anh thích làm gì đó em đúng không? Cô nói đúng, tôi đồng ý. Thôi vậy cho em chọn lại được. Sau khi nghe chị Khánh Như và Buka phân tích em chọn lại được không ạ? Chắc là em á. Em à? Tại sao? Tại vì... em hay hát nhạc tình cảm lãng mạn, cho nên là chắc là Jin phim lãng mạn sẽ phù hợp với em. Em nghĩ là Jin á. Đúng rồi, em cũng nghĩ là Jin. Em không bao giờ nghĩ là Khánh nha. Không, em ồn lắm, tại em yêu rạp, em coi phim tình cảm em cũng mắc cười nữa. Em nói thiệt á, em có bị cười phá lên như vậy. Thấy sao? Con thấy sao? Dạ con tin anh. Con tin anh. Tin anh. Chắc chắn con sẽ chọn anh đúng không? Dạ. Sao không chọn chú? Sao không chọn chú? Ai? Ủa? Dạ con sợ, sợ cô Nhỏ Phương. Trả lời hay lắm. Ghi tôi kiệt. Và đây là sự lựa chọn